Giờ mình sẽ vặn này lên cho em xem nhá. Mày này khá là hay, bạn nào cũng có thể làm được. Mình sẽ vặn này. Rồi, thế bây giờ mình xin được hướng dẫn các bạn cách làm nhá. Đây, vật liệu của chúng ta để làm duy nhất chỉ có 3 thứ thôi: một con chai xịt tô này, một miếng tản nhiệt, một con biến trở cho xong. Đấy, thì đây. Thì về con chai xịt tô D718 này, các bạn có thể ra cái chỗ người ta bán kích cá ấy. Đấy, các bạn mua 10.000 một con. Đấy, nó rất là rẻ thôi. Đây. D718 các bạn, chỉ 10.000 một con này, hoặc là các bạn tháo trong cái âm ly cũ ấy. Người ta rất hay dùng con này này. Đó. Hoặc là mấy cái chỗ mà bán kích cá chỉ 10.000 một con này. Đây, mình mua chỗ họ này. Một con nhá. Thì tiếp theo là một miếng tản nhiệt này. Các bạn cứ cố kiếm miếng nào to to nhá, mình chả có miếng to, dùng miếng bé thôi, một con ốc này để vít vào. Thì khi chạy cái con D718 này nó cũng khá là nóng đấy, cho nên cứ kiếm một miếng tản nhiệt cho chan, không sợ dùng lâu dài sẽ hỏng. Tiếp theo là một con biến trở. Con này là con chờ tí nhá, không mình nét được các bạn. Con này là con 50k nữa các bạn. Đây. Thì về con biến trở này các bạn không nhất thiết phải có con 50k, bạn có thể dùng con 100k, con 5k hoặc con 10k cũng được. Thay đổi chỉ số nó cũng được, không cần nhiều đâu. Đây, ở đây mình có con 50k thì mình dùng nhá. Đó. Đấy, đồ nó chỉ có như này thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt tay vào làm thôi. Mình sẽ vít con Chasito này vào miếng tản nhiệt nhá. Sang gọi vít chào nhá. Thì đây, con chiếc ao này các bạn để như này nhá. Đây. Các bạn để như này, đây. Mình ấy như này nhá, đây. Các bạn chỉ hàn đây. Chân này vào đây và có con Chasito. Chân giữa này, và chân giữa con Chasito nhá. Còn cái chân này này, cái chân này các bạn mặc xác nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ hàn nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ hàn nó vào nhá. Đây. Mình xong nhá. Đây, mình để gần gần này lấy nét cho dễ. Không để xa lấy nét anh em lại không nhìn thấy. Thế là các bạn hàn chân giữa của con biến trở và chân giữa của con Chasito nhá. Đây thì mình hàn luôn. Không, đây. Nó như này nhá. Còn cái chân thứ ba này của con biến trở đây mình để như này nhá. Và chân thứ ba của con Chasito các bạn cứ để đấy mặc xác mà không quan tâm nhá. Thì tiếp theo chân dương của mạch chân dương của nguồn 12V, bạn sẽ hàn vào chân giữa này của con biến trở hay chiếc áp ấy, hoặc là của... Rồi. Đây xong rồi. Ok. Còn tiếp theo chân dương của motor đây. Các bạn có thể lấy chân dương hoặc chân âm nhé, bất kỳ. Các bạn sẽ hàn vào chân còn lại của con D718. Xong nhá. Bây giờ thì mình sẽ công nguồn mạch nhá. Thì ở đây cái mạch này âm là âm chung nha các bạn. Âm nguồn sẽ vào âm motor này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ công nguồn vào để test nha. Đổ luôn nhá. Đây, dương chính là chân giữa của biến trở và con Chasito này, chân giữa nhá. Đây, dương này mình sẽ đổ vào luôn. Mình sẽ là âm chung nha các bạn. Đó, test thôi. Thì mình sẽ lấy cái cánh quạt mình cắm vào nhá, test tốc độ gió cho bạn xem nhá. Không cứ lấy cái bánh xe test anh em lại kêu không điều tốc được, mình lừa. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắm 12V và mình test cho anh em xem nhá. Đây anh em chờ tí. Rồi. Mình sẽ vặn lên dần nhá. Được anh em ạ. Đây. Anh em nghe tốc độ gió nhá. Này khá bình tĩnh ấy. Bạn nào mà chế quạt ấy thì sẽ rất là hay dùng như cái này này. Đấy. Bạn nào mà chế quạt ấy thì dùng cái mạch này là chuẩn này. Đấy. Vừa rẻ tiền còn vừa đơn giản nữa. Rồi. Mình sẽ test luôn nhá. Đây. Anh em nghe tốc độ gió nhá. Thì ở đây cái motor mình dùng này là cái motor trong máy bơm này, hoặc là đâu đó mình cũng chả nhớ đâu. Thì mấy cái motor này nó cũng chả ăn dòng mấy đâu. Thì đây con này vẫn ấm ấm này, không lạnh đâu. Không quên nhầm, không nóng các bạn. Đấy. Anh em nghe tốc độ gió nhá. Đây mình vặn từ từ lên cho anh em dễ nhìn nhá. Đấy anh em đây. Rồi. Rồi, xong rồi anh em ạ. Như vậy là chỉ với một con Chasito D718 và một con biến trở. Đây, hai vỏ chiếc áp ấy. Thì chúng ta đã làm ra được một chiếc mạch điều chỉnh điện áp từ con Chasito rồi nhá. Rồi, cái này vô cùng đơn giản luôn. Rồi. Đã xong, chúc bạn thành công, nhớ like và subscribe kênh để đón chờ video mới nhất từ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.